Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị VNC. Thì video hôm nay mình giới thiệu cho anh em một số cái dụng cụ có thể nói là chuyên dụng nha anh em. Thì nói chung là video trước mình có giới thiệu cho anh em một số cái dụng cụ để sửa chữa xe máy rồi. Thì video này mình sẽ làm thêm một số cái dụng cụ nữa, và video tiếp theo nữa mình cũng sẽ làm thêm cho anh em một số cái dụng cụ nữa anh em nha, còn rất là nhiều. Và trong video hôm nay mình giới thiệu cho anh em đó là, thứ nhất là mình giới thiệu cho anh em đây cái bộ đây cái bộ móc cổ của xe Yamaha nha anh em. Thì nó có cái dòng Yamaha này, nó có hai cây này, một cái dài một cái mỏng này anh em nha. Đấy, anh em thấy không, cái này mỏng hơn này, cái này dài hơn nè. Đấy, một cái dài một cái mỏng đó. Và Honda thì đây cây móc cổ của Honda thì nó cũng có hai cây luôn, một cây là không gặp được cố định, còn một cây là anh em gặp được này anh em nha. Đấy, gặp được anh em nha. Rồi đó, thì Yamaha nó cũng có hai cây, một cây dài một cây mỏng, còn Honda nó cũng có hai cây, một cây không gặp và một cây gặp được. Rồi tiếp theo là mình báo giá cho anh em luôn. Mình bán cứ hai cây một cặp thế này là 90.000 anh em. Một cặp hai cây là 90.000 anh em nha. Đây, một cặp hai cây là 90.000. Anh em mua nguyên 4 cây thì mình để cho anh em 175 anh em nha. Còn anh em mua rời chẳng hạn như một cặp này là 90 này, một cặp này là 90 này. Đó. Rồi tiếp theo là cái cây, cái này là cây bế lốp anh em nha. Thì kích thước nó 20 phân thôi, nó bằng một găng tay nè anh em. Cái này thì anh em sử dụng cho cái mở lốp có ruột nha anh em, anh em nha, sử dụng cho cái mở những bánh xe mà lốp có ruột á đó. Thì sử dụng cho bánh xe có ruột nha anh em. Cái này mình bán là 45.000 một cây nha anh em, 45.000 một cây anh em nha, 45.000 một cây nha. Đó, thì tiếp theo là cái cây mở lốp của cái bánh bánh lốp không xăm á, lốp không ruột á, là dài 30 phân nha anh em. Đấy, 30 phân giá mình bán một cây là 50.000 nha. Tiếp theo là một cái cây trồng, cây trồng để giữ anh em mở cổ á, mở cổ xe máy á, nên nó một đầu nó là 32, một đầu nó là 45 anh em nha. Cái là hàng thép gia công nha. Đấy, mình bán cây này là 150.000 một cây nha anh em nha, 150.000 một cây, hai đầu, một đầu 32, một đầu 45 để giữ